Xin chào quý anh chị. Thì hôm nay Baron.vn xin được giới thiệu quý anh chị một cái module hay là một cái mạch để hạ áp, tức là hạ hiệu điện thế nó xuống. Thì mạch này nó có cái khả năng hạ, ví dụ điện áp đầu vào nó rơi từ 4 đến 35V. Và điện áp đầu ra nó có thể hạ xuống là từ 1,23 đến 1,5 đến 30V. Còn đối với cái dòng đầu ra, dòng điện lớn nhất nó có thể hạ xuống vào cái đầu ra nó rơi vào 3A, 3A. Hiệu suất chuyển đổi thì nó chỉ rơi vào khoảng 92%, 90%. Tần số hoạt động thì khoảng 150 kHz. Nhiệt độ với mạch này lớn nhất nó lên khoảng 85 độ C. Để trường hợp là cái dòng da của nó là lên đến 3A max đấy, thì nhiệt độ rất lớn. Nên khi sử dụng các cái mạch này thì quý anh chị chú ý là mình phải cố định bằng các cái hộp cách nhiệt, cách điện, hoặc là sử dụng các cái loại keo mà nó chịu được nhiệt. Ví dụ như mình mà dùng keo lến mà cái mạch nó nóng quá, nó chảy keo, nó dẫn đến tình trạng là rớt mạch xuống, nó chạm chập mạch dẫn đến cháy. Thì đây là một cái nguồn. Cái nguồn này là shop sẽ sử dụng hai viên pin 18650 đầu nối tiếp với nhau. Đầu nối tiếp thì nó rơi vào, nếu mà pin mới nó là khoảng 8,4V, nhưng mà đây là pin cũ rồi, nó sẽ không được như thế. Còn đây là cái đồng hồ này, nó đồng hồ 3 giây. Còn cái cục nguồn này thì cũng có một cái clip shop đã quay cái này rồi. Cái này là đồ chế này, dán rất là đơn giản. Bên cổng USB cái này để cắm test tài giả này. Còn đây là hai cái đầu nguồn âm và dương này. Còn đồng hồ bây giờ muốn test xem là cái đầu ra là bao nhiêu, cắm thẳng trực tiếp vào đây. Đấy, đầu ra của pin này, hai pin này đối tiếp với nhau nó rơi vào 7,38V này. Đấy ạ. Quý anh chị thấy không ạ? 7,38V này. Bây giờ sẽ đấu nối vào cái mạch này qua cái mạch hạ áp này. Thì chú ý là trên cái mạch này nó sẽ có đầu vào và đầu ra, tức là ký hiệu là in và out, có in cộng và in trừ này, out dương và out âm luôn. Nên là quý anh chị chú ý mình không được cắm ngược cực, âm và dương là cháy mạch ngay đấy. Để số ký hiệu này, dương nó là cái màu nó trông nó hồng hào hơn. Sẽ cắm kết nối vào. Bây giờ sẽ thử xem là sau khi qua cái module hạ áp này, mạch hạ áp này, thì cái hiệu điện thế nó còn bao nhiêu. Chú ý là cái dây mà cái đồng hồ đo mình phải cắm vào cái chân dương, cắm vào chân dương thì mình mới đo được. 6,79 đúng không ạ, 6,79V. Bây giờ sẽ thử điều chỉnh biến trở này. Bây giờ sẽ điều chỉnh biến trở xem nó còn bao nhiêu nữa. Chưa thấy nó nhích gì luôn. Xoay chiều kim đồng hồ có thể là nó đang tăng. Xoay theo chiều kim đồng hồ là đang tăng vôn lên. Tăng vôn lên nhưng mà không thể lớn hơn cái vôn ban đầu của nó được. Tại bên đây là mạch hạ áp, nó hơi mạch tăng áp. Vặn ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ hạ. Và quý anh chị thì chú ý là mình đang nhìn theo cái chiều này, là số của nó đấy. Số chữ in với cả out của nó, mình đang nhìn theo cái chiều thuận. Thì mình vặn ngược theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ hạ áp xuống. Số đang vặn. Còn 6,76. Cái tua vít này nó hơi lớn, hình ra là thao tác nó hơi khó. 6, đấy còn hơn 5 này.
Cái bên chở này khi vặn xong ấy, quý anh chị phải để một xíu. Tại vì quá trình mình vặn đấy thì nó không không có chính xác ngay được, để một xíu. Khoảng 1-2 giây rồi đấy, để cho nó ngược lại. Tại vì các cái thiết bị mạch này của mình nó là thiết bị nó không phải là đắt tiền, nó rẻ thôi, nó rơi vào hơn chục ngàn. Nên yêu cầu độ chính xác cao thì cũng có. Các cái thiết bị công nghiệp ấy, thì người ta mới cái tính chính xác nó mới lớn, mới cao được, mà nó đắt tiền. Đây xuống này, còn 5, còn 4 này, 4,66 đúng không ạ? Tiếp tục bạn xem là nó xuống mức thấp nhất nó là bao nhiêu. Còn có 2 rồi đây này. Tiếp tục, các anh chị chú ý nhé, mình cứ vặn ngược chiều kim đồng hồ. Đây đúng không ạ? In dương này, in âm này. Đấy, mình cứ cầm theo cái mạch này theo đúng cái chiều của mình nhìn đấy. Vặn ngược chiều kim đồng hồ thì là áp. Còn có 1,69 rồi đây này. Cái mạch này nó có cái, có những cái lợi thế là gì? Nhiều khi mình muốn hạ áp cái nguồn mà để cấp cho bóng đèn led ấy. Các anh chị mà chế các cái đồ thủ công, chế đèn led, chế mạch loa bluetooth, để mà cái nguồn nó ra mình có thể điều chỉnh được, thì mình sử dụng cái này. Hoặc mình có thể sử dụng các cái module mà nó cố định điện áp luôn, chẳng hạn 3,3V hoặc 5V. Đó. Thì mình đây nên sử dụng cái nguồn đa năng rồi, thì mình dùng thêm các cái mạch này, một là tăng áp, hai là hạ áp, và thỉnh thoảng mình có thể tùy biến được. Bây giờ các cái mạch điện tử nó cũng rất là thông dụng và nó có nhiều cái ứng dụng, chẳng hạn như làm mạch mạch của hộp quà tặng sinh nhật, khi mở ra một cái nó sẽ có những cái tiếng kêu chúc mừng sinh nhật đây đấy. Hoặc là có một cái loại cảm biến chuyển động con người, đi qua vào có người ra người vào thì nó sẽ phát hiện, nó bật sáng đèn hoặc là nó kêu chuông. Từ cái chuông mình có thể chế ra một cái lời nói nào đấy, chẳng hạn như lên Google sử dụng giọng của chị Google, là có khách khách đến hay là có khách vào, hay là xin quý khách cẩn thận lên nhà trơn trượt gì đấy. Cái này thì thực ra shop cũng đã làm rồi và test rồi, nhưng mà chưa có thời gian để làm cái clip hoàn chỉnh. Thì qua đây là shop cũng xin giới thiệu cái mạch module app này, thì trong shop baron.vn thì cũng đang bán cái loại này. Nếu quý anh chị mà có quan tâm thì xin mời vào shop baron.vn chọn cho mình những sản phẩm ưng ý, mà có thể chat với cả shop để shop tư vấn các cái dự án mà anh chị muốn thực hiện hoặc là muốn thử. Cái này thì các cái mạch này sử dụng điện áp nguồn một chiều thôi, thì rơi vào các cái nguồn nó dưới 40V nên không có khả năng giật. Tuy nhiên là nếu mà chạm chập nó vẫn có thể gây cháy, nên là shop cũng khuyên là quý anh chị cần phải đấu nối cẩn thận, dùng băng dính bọc nó lại, tránh tình trạng chập mạch nó gây cháy thôi. Đó. Rồi xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm. Nếu mà muốn xem những cái video tiếp theo của Baron.vn, sau này có thể làm những cái dự án và là những cái thiết bị nó đơn giản, ai cũng có thể làm được, các cái mạch nó đơn giản, ứng dụng thực tế vào cuộc sống và trong gia đình, thì quý anh chị và các bạn nhấn chuông đăng ký và cho Baron.vn một like để ủng hộ. Xin cảm ơn.